Thụy Sĩ cấm mang đồng hồ Thụy Sĩ giả. Thụy Sĩ được mệnh danh là xứ sở của hơi thở thời gian bởi nơi đây là cái nôi của đồng hồ thế giới, nơi sản sinh ra những chiếc đồng hồ đáng giá bậc nhất thế giới. Đồng hồ nơi đây được làm tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp mê hồn, cùng vật liệu cao cấp giúp khẳng định giá trị của người dùng. Thế nên sẽ là một sự sỉ nhục lớn với đất nước này nếu như bạn đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ fake khi tới đây. Không những thế, bạn còn bị hỏi thăm khi bị phát hiện. Cục Hải quan Liên bang sẽ thông báo cho chủ sở hữu khi họ nghi ngờ việc bạn mang đồng hồ giả bởi chúng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, sản phẩm của bạn sẽ được Cục Hải quan Liên bang giữ lại cho đến khi chủ sở hữu có giấy tờ chứng minh. Barbados cấm mặc đồ rằn ri quân đội. Tại Barbados, một quốc đảo ở Caribbean, bạn tuyệt đối không nên mặc mấy bộ đồ, dùng vật dụng có họa tiết rằn ri quân đội ở nhà nếu không muốn được cảnh sát địa phương hỏi thăm. Bởi tại đây, chỉ có những quân nhân thực thụ mới được mặc kiểu đồ này mà thôi. Kenya, dùng túi ni lông sẽ bị phạt tù hoặc nộp phạt 830 triệu đồng. Kể từ năm 2017, Kenya đã đưa ra luật cấm sử dụng túi ni lông. Đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường. Cụ thể, nếu bạn mua bán hay sử dụng túi ni lông, bạn có thể sẽ bị phạt tới 38.000 USD, khoảng 830 triệu đồng, hoặc bị phạt tới 4 năm tù. Hành khách đến nước này sẽ phải bỏ túi ni lông ở sân bay, nhưng tốt hơn hết là bạn không nên mang theo một chiếc túi ni lông nào cả. Thái Lan nghiêm cấm mang thuốc lá điện tử, tượng Phật, dưa hấu. Luật Thái Lan quy định nếu bạn sử dụng thuốc lá điện tử hay vape có thể bị phạt tới 300.000 baht hoặc phạt tới 10 năm tù. Bên cạnh đó, bạn cũng không được mang tượng Phật lớn hơn 13cm từ Thái Lan sang nước khác. Ngoài ra, dưa hấu chỉ được phép mang lên máy bay khi đã được bổ, nếu không, nó có thể phát nổ do áp lực lớn trên máy bay. New Zealand, xe đạp và một vài giống chó không được nhập cảnh. New Zealand có quy định rằng bạn không được mang xe đạp tới nơi đây vì nó có thể vô tình mang theo hạt giống từ nước khác. Từ đó, chúng có thể làm ảnh hưởng tới đất đai, cây trồng hay thay đổi thảm thực vật nước này. Ngoài ra, cũng có lệnh cấm nghiêm ngặt việc nhập khẩu động vật. Một số giống chó không được phép mang vào New Zealand như chó sục Pitbull Mỹ, chó ngao Brazil, chó Dogo Argentino, chó ngao Nhật và chó ngao Canary. Seychelles muốn mang hạt Coco de Mille đi, phải trả giá đắt. Cộng hòa Seychelles nổi tiếng không chỉ tuyệt đẹp mà còn sở hữu loại quả dừa đặc biệt có hình giống vòng ba thiếu nữ. Quả dừa biển có đường kính 40-50cm, nặng 15-30kg và có từ 1-4 hạt, chứa khoảng 5-6 lít nước. Nước có màu trắng, rất giàu đường và chất béo. Hạt Coco de Mille cần đến 2 năm mới có thể nảy mầm, cho tán lá rộng, trái thơm nên được cho là báu vật của Seychelles. Chính vì lẽ đó, nếu muốn mang theo loại quả này về nước thì cần phải có sự đồng ý của chính quyền sở tại. Đồng thời, bạn sẽ phải trả từ 150 đến 200 euro, khoảng 40 đến 55 triệu Việt Nam đồng nếu muốn chúng cùng trở về nước. Mỗi quả không được lớn hơn 20kg, nếu không dù thích mấy thì bạn cũng sẽ trắng tay khi trở về. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.